15 hình ảnh, chứng minh động vật có thể làm những điều không tưởng. Động vật có những khả năng phi thường, mà chúng ta không hề hay biết. Cùng khám phá những khả năng ấy thông qua chùm ảnh vui nhộn sau đây. 1. Khả năng giữa thăng bằng đỉnh cao của loài mèo. Ảnh, Brightside. 2. Một con đời ươi, đang giúp đỡ người đàn ông dọn sạch rắn khỏi khu vực rừng bảo tồn. Ảnh, Brightside. 3. Minh, chứng cho tình đồng đội gắn kết bền lâu. Ảnh, Brightside. 4. Làm cách nào chú dê có thể leo lên tận nóc nhà? Ảnh, Prise 5, chú chó nhỏ có thể uốn dẻo không kém bất kỳ vận động viên nào. Ảnh, Prise 6, sóc chuột cũng biết uống bằng ổng hút như con người. Ảnh, Prise 7, chú chim đang che chở cho người bạn của mình. Ảnh, Prise 8, đây là cách những chú gấu trúc giải trí ở sân sau. Ảnh, Prise 9, chó cũng biết tập yoga như ai. Ảnh, Prise 10. Lợn biết bơi là điều rất ít người biết. Ảnh. Brightside. 11. Một tay lướt ván kỳ khôi. Ảnh. mười 12. Có thế bạn chưa biết, dê là chúa leo trèo. Ảnh. mười 13. Sức mạnh của Tim quốc. Ảnh. mười 14. Tắc kè hoa có thể bay như thế này. Ảnh. mười 15. Một minh, chứng khác cho sự leo trèo phi thường của loài dê. Ảnh. Brightside. Hãy, để lại bình luận của bạn nó sẽ giúp ích những người xem khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại